chị Liên ơi, em đốt đèn lên nhé. Lát nữa cũng được, ra đây ngồi với chị coi chừng trong đó muỗi. Cái chổng này sắp hư rồi chị nhỉ. Vậy hả? Chào ơi, sớm và chả muộn, ăn thua gì đâu em. Ban ngày mà cua bắt tết, chả đủ ăn nên ban đêm mới khổ thế này đây. Thế con chưa dọn hàng à? Thôi về dọn hàng đi, không về mẹ la. Hôm nay chưa chắc mẹ đã ra chị ạ, mẹ còn bận làm dạo cơ mà. Có phải hôm nay bán cho bà Lực 2 bánh xà phòng không? Bà ta mua 2 bánh, còn cụ Thi mua nửa bánh nữa. Ây, hình như cụ Thi lại đến. Em cứ ngồi yên thế để chị xem. Hôm nay thằng cũng rót cho chị cả một ly đầy. Ai phục? Ai phục? Ai phở? Gánh phở của bác Siêu thơm quá chị nhỉ. Phở bác Siêu là một thứ quà xa xỉ mà hai chị em mình không thể nào mua được. Náo loạn hồ gươm ơi, náo loạn hồ gươm.